Chào các bạn, ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái thẻ để chúng ta chèn hình ảnh vào trong văn bản bản HTML của chúng ta. Thì hình ảnh là một cái không thể thiếu ở trên các cái website đúng không ạ? Bây giờ để chèn được hình ảnh vào trong HTML chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ như sau. Nếu chúng ta tạo thêm một cái phần tiếp theo. H2 thẻ trên hình ảnh trong HTML này, H2 để trên hình ảnh chúng ta sử dụng cái thẻ dụng thẻ mở ngoặc này, thẻ IMG đóng thẻ P lại, img này chấm, các bạn viết nhé, mở ngoặc này img sau đó cách ra đến đây là thẻ img này. Trong trong cái thẻ img này chúng ta sẽ có một cái thuộc tính là src bằng này, src bằng ở đây chúng ta sẽ chỉ đường dẫn đến cái hình ảnh. Thì đường dẫn đây chúng ta có hai loại đường dẫn. Một là đường dẫn nếu mà ở trong máy tính của chúng ta, ví dụ nhé, trong máy tính của chúng ta các bạn lưu desktop này chẳng hạn này, desktop này chúng ta có một cái hình đây, hình lỗi Photoshop chẳng hạn, chúng ta chỉ đường dẫn đến cái này, đường dẫn đến cái này thì để mở cái hình để chèn cái hình này nhé vào trong cái HTML, các bạn mở nó đường dẫn này vào đây, vào desktop đây, đường dẫn của chúng ta đây đúng không ạ, đường dẫn đến cái ảnh đấy, c này, user này, đấy chúng ta copy cái đường này, src bằng này nhấn trên này, đấy đây là chỉ đến desktop rồi, chúng ta chỉ thêm một bước nữa là tên ảnh này pts.img đóng ngoặc là chúng ta lưu vào nhé, lưu vào này, chúng ta loát này. Đấy. Các bạn thấy là đây nó có cái biểu tượng này, biểu tượng của cái hình ảnh đấy đúng không ạ? Đây. Nhưng mà nó không hiển thị ra tại vì sao? Chúng ta xem là nó bị nhờ sai cái gì không nhá. IMG nối PTS.img nó là đây, ở đây là ở đây ở trên trình duyệt này, chúng ta nhìn thấy được đây là có cái biểu tượng của cái ảnh rồi. Chúng ta xem lại tên của cái ảnh. Tên của ảnh chúng ta đây. Đâu? Ảnh đây. Các bạn nhìn cái item type của nó đây là png đúng không ạ? Ở đây chúng ta đánh nhầm này. Đây là img thì chúng ta sửa thành png. Lưu lại, chúng ta loát lại. Đấy. Đây, thì các bạn nhìn thấy chúng ta đã chèn được cái ảnh vào đây rồi đúng không ạ? Nhưng mà các bạn, ảnh nó làm sao? Ảnh nó to quá. Bây giờ chúng ta thu nhỏ lại, thu nhỏ ảnh lại. Chúng ta sẽ có cái thuộc tính ở trong cái ảnh này là thuộc tính 2 là chiều cao. Chiều cao này bằng này. Ví dụ chúng ta để 720. Lưu lại, rồi chúng ta loát lại này. Ồ, thu nhỏ ít quá. Chúng ta để 620 xem nào. Loát lại này. Đó, nó nhỏ hơn đúng không ạ? Nhưng mà 620 vẫn cao. Chúng ta để 320 thôi. Loát lại. Được chưa? Đây là chiều cao của cái ảnh. Thì chúng ta có một cái nữa là width, width chiều rộng chúng ta để 320 xem nào. Được chưa? Chiều rộng của cái ảnh 320 thì nó trông này nó không không được đẹp. Chúng ta để 420 đi. Trông vẫn chưa được, 520. Đây, tạm thời chúng ta để như này. Thì cái thuộc tính cái thẻ IMG chúng ta sẽ có cái thuộc tính đầu tiên là RC này. Chỉ có RC. Sau đó chỉ đường dẫn đến cái bức hình. Sau đó có chúng ta có một cái thuộc tính là 2 là chiều cao, width là chiều rộng.
Trong cái thuộc tính src này của chúng ta, ngoài cái hình 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 ở trong máy tính, chúng ta cũng có thể chèn vào đường dẫn đến một cái hình bất kỳ nhá. Ví dụ chúng ta lấy cái hình này nhá, muốn lấy cái hình ở trong cái bài bài báo này chẳng hạn, thì các bạn click chuột phải ở đây, chọn copy email address, chọn src, chúng ta paste cái đường dẫn vào đây, paste vào, sau đó chúng ta ấn Ctrl S lưu vào, chúng ta loát lại cái này xem nào. Đấy, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thử bỏ cái quick và cái hide đi xem nào. Ctrl lưu vào này. Loát lại. Đấy, đây là cái cỡ gốc của cái ảnh. Chúng ta không cần đặt thuộc tính cho nó này. Bây giờ chúng ta đủ lại để cho cái thuộc tính nó co vào, cái ảnh nó nhỏ. Thì ở trong cái thẻ IMG này chúng ta còn một cái thuộc tính nữa này, đó là thuộc tính ANT, ANT bằng chúng ta thuộc tính ANT, chúng ta đặt cái câu tiêu đề, cái nó là hình liên kết tới trang dân trí, ta lưu vào này, chúng ta loát lại này, lưu vào loát lại, các bạn thấy nó không 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 khác biệt gì đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thay đổi một chút nha. Ví dụ cái hình này của chúng ta sửa đi để cho nó sai đường dẫn 9 này, chúng ta xóa bỏ số 9 đi, lưu vào này, chúng ta loát lại, đấy, sai đường dẫn đi, nhưng mà ở đây nó lại có cái hình như này. Cái hình như này nó khác so với cái hình lúc đầu đúng không ạ? Cái hình lúc đầu của chúng ta là một cái biểu tượng. Đây, chúng ta trở lại cái hình lúc đầu nhé, hình lúc đầu đây. Desktop này. Đây, chúng ta chèn đây đi. Ở đây chúng ta tạo ra một 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 cái thẻ nữa nha. Đây chúng ta tạo như này, Ctrl C này, Ctrl V này. Đây chúng ta chèn hình của chúng ta, cái chuyển C này, sổ chéo nối pts.png an hình liên kết tới ảnh trong máy tính. Lưu vào này. Đây chúng ta có hai cái hình như này đúng không ạ? Bây giờ cái này chúng ta tạo ra cái lỗi như lúc đầu, đây là JPG chẳng hạn này. Chúng ta loát này. Đấy. Các bạn thấy là cái hình này, số 2 này nhá. Cái hình số 2 này nó bị lỗi thì nó hiển thị cái biểu tượng như này và nó có một cái chữ như này. Đấy. Còn cái hình số 1 này nó không có cái biểu tượng như này mà nó có cái hình cái máy ảnh như này, thì là tại vì sao? Đây là tại do cái trang dân trí người ta đặt ra cái code để khi khi nào mà cái hình ảnh ở trên cái trang của người ta nó thiếu thì nó sẽ có cái hình ảnh như này, nó hiển thị lên, thì đấy là do trang dân trí. Còn nếu mà giả sử ta chỉ đến cái trang khác, ví dụ như là trang tuổi trẻ chẳng hạn nhé, ví dụ một cái bảng bất kỳ này, ví dụ này ta copy cái hình này, copy email address đây nhá, copy này, paste nó vào, lưu lại, chúng ta load lại này, đây có hình rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta xóa bỏ cái hình này đi, xóa bỏ một cái ký tự đi để tạo cho cái hình nó bị sai địa chỉ chẳng hạn, loan này, đấy, này, lúc này hai cái hình ảnh, cả hai cái hình này bị lỗi thì chúng ta thấy được là hai cái hình này nó bị lỗi, nó không hiển thị được, nhưng mà đây nó có một cái từ nó ghi là hình liên kết tới trang dân trí này, hình liên kết tới ảnh trong máy tính, thì đây chúng nó giúp cho người
người khi người, người 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 sử dụng, hoặc là có thể biết được là à ở đây nó có một cái hình nó liên kết đến cái trang dân trí nhưng mà hình nó đang bị lỗi nên nó không hiển thị như này, đúng không ạ? Thì đấy là cái tác dụng của cái thẻ ALT này. Bây giờ chúng ta bỏ cái ALT đi nhá, thì nó sẽ mất cái câu chú thích này. Còn cho nó add lưu vào này, nó loát lại nhá. Đấy, dạ. Đây nó mất cái hình ảnh, à, mất mất cái câu chú thích đi. Đấy là cái thẻ ALT. Thì cái thẻ này nó không chỉ giúp cho người người đọc dễ hình dung được cái nội dung của bức hình này, mà nó còn giúp cho máy, ví dụ như là các cái bộ bộ máy tìm kiếm của Google, họ khi khi mà nó tìm kiếm đến cái website của chúng ta, nó đọc ở đây, nó hiểu được cái ý nghĩa của cái hình này, nó muốn liên kết đến cái gì đó, thì đọc thì chỗ này nó hiểu được này. Hoặc là những cái trình trình đọc màn hình, bây giờ có những cái trình đọc màn hình, khi mà chúng ta sử dụng cái trình đọc màn hình đó thì nó đọc đến đây, nó không 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 nhìn thấy được cái nội dung bức ảnh như chúng ta nhìn, mà nó nhìn vào cái câu ALT này để nó hiểu được cái bức ảnh này thể hiện cái gì. Thì đó là cái ý nghĩa của cái thẻ ALT này, đúng không ạ? Thì đây là cái thẻ IMG, nó giúp cho chúng ta chèn cái hình vào trong cái file trang HTML của chúng ta. Thì cái thẻ IMG này nó không cần thẻ đóng nhé các bạn. Đây, chúng ta chỉ cần một cái thẻ IMG như thế này thôi. Và lúc này hoàn toàn các bạn có thể đặt một cái liên kết ở đây. Liên kết này. Ví dụ chúng ta copy lại cái đoạn liên kết này nhá, copy này, cho này, chèn nó vào phía trước cái IMG này. Đây. Tab nó vào này. Đây chúng ta tạo một cái thẻ đóng. À. Chưa, chúng ta lưu lại này. Chúng ta sửa đây thành PNG cho nó đúng này. Lưu lại. Loát lại đây. Lúc này chúng ta đã chèn một cái link vào cái hình này rồi. Thì khi mà các bạn đưa chuột đây, nó xuất hiện hình bàn tay này và click vào nó ra cái trang Wikipedia. Dạ. Thế là chúng ta đã chèn link vào cái thẻ IMG nhé. Phần này chúng ta sẽ dừng ở đây. Đến, các bạn đã tìm hiểu được về cái thẻ để chúng ta chèn cái hình ảnh này, liên kết này, tạo danh sách rồi. Thì phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái thẻ để chúng ta có thể chèn các cái video. Khi chèn video chúng ta làm như nào thì chúng ta tìm hiểu bài sau. Và đây chúng ta sẽ dừng đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.